Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học React Native tại trung tâm đào tạo tin học khoa phạm, và chúng ta đang ở trong loạt bài React Native Animation. Ở những bài trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để thực hiện và soạn thảo những cái animation, cũng như cách để chúng ta có thể đáp trả lại những cái sự kiện touch và kéo của người dùng trên cái điện thoại của chúng ta. Thì ở bài này chúng ta sẽ cùng nhau đi thực hiện một cái ví dụ như sau. Các bạn thấy ở đây là mình có một cái ví dụ như thế này. Mình có một cái mảng gồm 5 cái hình ảnh. Ví dụ bây giờ mình cầm con chuột này, mình kéo qua, các bạn thấy là nó nghiêng đi ha. Và ngoài nghiêng ra thì nó cũng mờ dần cái hình ảnh đó đi. Mình kéo đến một mức nào đó thì nó sẽ mất cái hình ảnh đó đi và nó chuyển sang hình khác. Đó, mình kéo tiếp này. Đó, mình có thể kéo ngược lại thì nó lại quay trở lại hình ảnh lúc trước, các bạn thấy không? Hoặc là mình kéo tiếp thì nó lại trở thành một hình ảnh khác. Rồi, cái resource, tức là những cái hình ảnh cho cái bài này thì mình đã để sẵn ở trong thư mục Media, trong số code ha. Các bạn có thể cải tải số code về và sau đó copy những cái hình ảnh này vào project của các bạn. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu làm các bạn. Mình sẽ kéo 5 cái hình ảnh của mình vào đây. Thì ở đây tất cả các hình thì mình đều lấy kích thước là bằng 300 x 400 ha. Chiều rộng là 300, chiều dài là 400. Rồi mình sẽ tạo ra một cái view mới từ cái view responsive view này này. Thì mình sẽ tạo ra ví dụ hot view view chẳng hạn. View.js, mình làm riêng một cái màn hình mới để cho các bạn dễ theo dõi ha. Rồi mình dán vào đây. Xong. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái bước tiếp theo là ở trong file app.js á, mình sẽ không return về cái file responsive view này nữa, mà mình sẽ trả hot view view ha. Hot view view. Rồi ok, lưu lại như vậy. Bây giờ thì mình chỉ quan tâm đến file HotKeyView này thôi. Đầu tiên là mình sẽ không có machine left, machine top gì hết nữa. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ chúng ta sẽ xóa hết những cái liên quan đến machine đi. Machine, rồi ok, mình xóa hết đi ha. Rồi ok, tiếp tục này. Ở đây mình xóa đi cái hàm onRelease này, thì bây giờ mình sẽ xóa đến đây thôi. Xíu nữa thì chúng ta sẽ viết thêm vào đúng không? Rồi xóa đi này. Cái image này thì bây giờ mình xóa hai cái thuộc tính margin của nó đi. Rồi xong, như vậy là mình sẽ xóa hết những cái thuộc tính margin của nó. Tiếp tục thì mình sẽ insert hình của mình vào. Ở đây mình gọi các hình từ 1 đến 5 nhé. Rồi mình xem tên của cái hình ảnh này. Hình này hình 1.jpg cho đến tận hình 5 đúng không các bạn? 2, 3, 4, 5 và theo thứ tự bên này ha. 1 thì 2, 3, 4 và hình 5. Rồi ok, như vậy mình insert 5 cái hình đó vào. Thì tiếp tục chúng ta sẽ hiển thị ra cái ví dụ hình 1 ở đây đi. Rồi thì chiều cao mình sẽ chia đôi ra, mình lấy khoảng 200 và chiều rộng thì mình lấy 150 thôi. Mình lưu lại. Ở đây thì mình muốn nó hiển thị ở giữa cho nên mình sẽ viết thêm vào đây một cái thuộc tính nữa là justify content, mình để là center. Và thuộc tính align item mình để là center. Ok, lưu lại. Thì bây giờ mình refresh thôi. Các bạn sẽ thấy cái hình ảnh này nó hiện ra. Rồi, tiếp theo thì mình muốn là cái hình ảnh này nó nghiêng và nó mở theo cái cử động của người dùng trên màn hình. Thì mình sẽ để một cái biến, thêm một cái state nữa. Mình đặt là rotate. Đầu tiên thì mình sẽ gán nó bằng new animated.value. Và lúc đầu thì mình muốn nó quay 0 độ. Thì đây chúng ta để bằng 0 thôi. Cái độ này, cái độ quay của nó thì nó là cái đơn vị là degree cơ. Ví dụ như ở đây mình có đây, mình cứ đặt vào cái độ của mình nhá. Nó có thể là ví dụ như âm 15 độ chẳng hạn, DEG các bạn. Thì lúc đó chúng ta sẽ chuyển DEG vào đây. Thì mình sẽ phải các bạn biết rồi, cái thuộc tính transform. Đó. Nó là một cái mảng, trong đó nó có những cái phần tử riêng và rotate là một trong những cái phần tử đó. Rotate 2. rotate ha. Rồi mình refresh cho các bạn xem này. Mình ngưng lại.
Rồi, mình refresh thì các bạn thấy là cái hình này nó nghiêng đi, đúng không? Cái animated value này này nó không thể là cái giá trị từ 15 độ đến bao nhiêu độ được, mà nó phải là một con số, cho nên ở đây chúng ta buộc phải sử dụng cái function interpolation để mà chúng ta có thể chuyển nó đi. Thì đây console test mình sẽ gán như sau: list.state.rotate.interpolate. Rồi, và chúng ta chuyển vào đây là một cái rank, đúng không? Thì mình có một cái input rank, ví dụ mình để là cái rotate này nó sẽ chuyển từ chiều 1 cho đến 1 chẳng hạn, theo cái chiều quay. Ví dụ như là trừ 1 thì nó tương ứng với lại âm 15 độ, còn 1 thì nó tương ứng với lại nghiêng sang bên phải 15 độ. Thì chúng ta có là output rank. Mình muốn để là từ, ví dụ mình để trừ 20 độ đi, DEG phẩy, và ở đây mình để là 20 DEG. Rồi, ok. Rồi, thì hiện tại các bạn sẽ thấy là nó đang ở giữa, tại vì ở đây mình đang để là 0, đúng không? Nếu như ở đây mình để là 1 thì các bạn thấy là nó nghiêng sang bên phải, còn nếu mà ở đây mình để trừ 1 thì các bạn sẽ thấy là nó nghiêng sang bên trái. Vậy thôi nhé, còn để là 0 thì nó ở giữa. Rồi, bây giờ thì mình sẽ làm cái bước là mình bắt sự kiện. Khi mà mình di chuyển con chuột hay là di chuyển cái ngón tay của mình trên màn hình ấy, thì nó sẽ nghiêng theo. Trong con mô thì mình sẽ lấy ra cái tọa độ XY hiện tại và cái tọa độ XY khi mà mình chạm vào. Thì đây chúng ta chỉ quan tâm đến tọa độ X thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ bảo là chúng ta có một cái tỷ lệ cons, một cái tỷ lệ nào đó. Thì mình sẽ lấy cái tọa độ X hiện tại, tức là location X. Mình trừ đi cái X mà lúc đầu mình chạm vào á. Sau đó thì mình phải chia cho width chẳng hạn, một cái con số cứng nào đó. Và ở đây mình muốn lấy cái con số cứng đó là width của màn hình. Thì muốn lấy width của màn hình thì mình cần lấy dimension mà. Rồi, mình sẽ lấy cái chiều rộng của màn hình ra bằng dimension.getWindow.phẩy. Thì đây mình sẽ lấy được cái width. Ok. Như vậy location trừ x và chia cho width như thế này thì các bạn thấy là nó chỉ có thể nằm trong khoảng từ trừ 1 đến 1 thôi, nó không thể ra ngoài được, đúng không? Sau đó thì mình sẽ set cái rotate ở đây bằng chính là cái tỷ lệ này. Mình gọi this.setState, mình set lại cái thuộc tính rotate bằng cái tỷ lệ. Rồi, ok, chấm phẩy. Mình sẽ test, mình refresh này. Rồi, mình di chuyển đi. Thì cái này các bạn lại thấy ngay là chúng ta mắc một cái lỗi. Đó là cái tỷ lệ ở đây nó không phải là một cái dạng của animated.value. Cho nên là chúng ta sẽ phải gọi ở đây ha. Rồi, ok. Và mình refresh lại này. Bây giờ mình quay ngang. Đó, các bạn thấy không? Nó quay ngang đi ha. Và mình quay ngang về. Đó, các bạn thấy nó quay ngang về. Như vậy là được, đúng không? Tiếp theo thì mình muốn là khi mình thả chuột ra thì nó quay trở lại vị trí ban đầu. Như vậy thì ở đây mình sẽ gọi một cái animated.timing chẳng hạn. Rồi, và mình sẽ thay đổi cái giá trị là this.state.rotate phải cái config của mình, thì mình cho nó trở về giá trị 0. Và mình muốn thực hiện trong nửa giây, tức là 500. Vậy mình có một cái easing, thì ở đây mình sẽ cho easing chấm bao. Rồi, và mình gọi chấm start thôi. Chấm phẩy. Ok. Mình refresh này. Đó, mình cho quay đi ha. Bạn sẽ thấy là khi mình cho đưa con chuột qua bên phải, nó sẽ nghiêng sang bên phải và nó sẽ trở về như thế, được không? Chúng ta có thể cho cái độ nghiêng nó cao lên bằng cách ở đây, ví dụ mình cho 30 độ chẳng hạn. 30 độ đúng là, và mình refresh này. Đó, nghiêng. Rồi, ok, nghiêng. Ok, thì bây giờ mình xin kết thúc video này tại đây. Ở video tiếp theo thì chúng ta sẽ làm cái hiệu ứng độ mờ cho nó. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.